Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới triển khai nhưng nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, đề án xây dựng đô thị Sapa sạch giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn đến năm 2030 bước đầu đã ghi nhận được những hiệu quả thiết thực, tạo bước đột phá trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan Sapa xanh sạch đẹp. Nhặt rác, quét dọn phố phường, nạo vét, khơi thông cống rãnh. Những việc làm này đã trở thành thói quen của người dân phường Sapa vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Mỗi người dân cũng thành một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, có trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đây chính là hiệu quả từ đề án Sapa sạch. Tổ chức để làm cái việc này thì cô cảm thấy là nó rất là có ích cho cộng đồng. Giữ cái môi trường xanh sạch đẹp. Thực hiện cái đề án mà xanh sạch đẹp của thị trấn ấy, của thị xã thì rất là tốt, mà làm cho mọi người dân có trách nhiệm, người ta sẽ chiều nào người ta cũng tích cực. Thứ nhất là để rác đúng chỗ quy định, thế mà đồng thời là trước cửa nhà, từng nhà mà đều dọn sạch sẽ. Sau gần một tháng triển khai, đề án Sapa sạch đã tạo được hiệu ứng tích cực từ người dân và du khách. Mỗi tuyến đường, con phố ở 16 xã phường đều được làm sạch một lần một tuần. Ủy ban nhân dân thị xã cũng tổ chức luân phiên hoạt động ra quân vệ sinh môi trường ở mỗi địa phương vào các ngày chủ nhật hàng tuần, trong đó cán bộ đảng viên là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện đề án. Sau khi họp thứ nhất thì những bà con là cố gắng là 15 giờ đến 3 giờ chiều ngày chủ nhật đồng loạt ra quân. Thế mà bây giờ là gần như là các tổ dân phố là người ta đã nắm hết là cái giờ đấy, đã có những cái thay đổi. Từ đó thì lan tỏa rộng rãi 24/24 giờ, lúc nào Sapa nó sạch sẽ. Việc triển khai hiệu quả bước đầu đề án Sapa sạch đang mang lại một luồng sinh khí mới cho đô thị Sapa, làm thay đổi diện mạo, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh. Thông qua đó, từng bước hoàn thành mục tiêu phấn đấu xây dựng đô thị Sapa đến năm 2025, có môi trường thiên nhiên và mỹ quan không gian đô thị sáng xanh sạch đẹp, bậc nhất cả nước. Xây dựng hình ảnh một khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế.